Hãy nhìn lại mùa giải 1999, khi đó Dry York và Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer trong tay tôi. Họ đã là bộ tứ tấn công hay nhất châu Âu rồi. Và bây giờ tôi vẫn thế. Tôi có Chicharito, Wayne Rooney, Robin Van Persie, Danny Welbeck và Kagawa. Đó là bộ tứ siêu đẳng trong giới cầu thủ. Hy vọng đây là sự kết hợp hoàn hảo. Thật tuyệt khi có một cầu thủ chất lượng như Van Persie góp mặt trong đội hình. Đó là những gì mà Sir Alex Ferguson đã nói trong buổi ra mắt bản hợp đồng mới Robin Van Persie vào năm 2012. Một câu lạc bộ thành công cần hội tụ đủ các yếu tố từ bài vở tấn công, số cú sút và số bàn thắng đem lại. Vậy thử đặt ra một câu hỏi là với đội hình của Man United lúc này có Cristiano Ronaldo và không Cristiano Ronaldo, liệu Eric Ten Hag có đủ các phương án tấn công để hiện thực được các mục tiêu của câu lạc bộ cho mùa giải tới hay không? Nào, các thính giả của Random Football, hãy lấy máy tính ra cùng yêu làm phép cộng xem mùa giải này Man United sẽ giải bài toán ghi bàn như thế nào nhé. Cần bao nhiêu bàn để có thể lọt vào top 4? Mùa 2017-18, Manchester United là đội bóng ghi được ít bàn nhất trong top 4 với 6-8 bàn thắng và ngôi á quân nhưng chiến tích năm đó thì phần lớn là nhờ vào sự xuất sắc của David De Gea. Nếu không có màn trình diễn được coi là hay nhất sự nghiệp đó của thủ môn người Tây Ban Nha, Man United có thể đã đứng thứ 5 chứ không phải là thứ 2. Mùa 2018-19, đội ghi bàn ít nhất trong top 4 là Chelsea với 63 bàn, Arsenal về đích thứ 5 và United thứ 6 lại lần lượt ghi được 73 và 65 bàn. Mùa 2019-20, United ghi 66 bàn và đứng thứ 3, Leicester City ghi nhiều hơn 1 bàn nhưng lại đứng thứ 5. Mùa 2020-21, Chelsea đứng thứ 4 với 58 bàn, Leicester City lại về đích thứ 5, ghi bàn nhiều hơn Chelsea với 68 bàn. Các đội xếp sau cũng nhiều hơn Chelsea với West Ham là 62 bàn và Tottenham Hotspur là 68 bàn. Mùa vừa rồi, đội bóng ghi bàn ít nhất trong top 4 là Tottenham, đứng thứ 4 với 69 bàn thắng. Arsenal đứng thứ 5 ghi 61 bàn. Leicester trong mùa giải 2019-20 có những trận thắng 5-0 trước Newcastle và 9-0 trước Southampton, chứng minh rằng không phải cứ bàn thắng nào cũng có giá trị, nhưng tự chung lại để được đá Champions League thì số bàn thắng một mùa phải tiệm cận ở mức 6-9 bàn. Top 4 mùa vừa rồi đều đạt hoặc vượt tiêu chuẩn 6-9 bàn một mùa kể trên và họ cũng đã mua ít nhất một cầu thủ tấn công trong kỳ chuyển nhượng này. Nếu United muốn đá đít bất kỳ đội nào trong số các đội bóng trên để có một chân dự C1, thì Eric Ten Hag cũng sẽ cần phải thiết lập một tiêu chuẩn như thế trong đội của mình. Chưa kể đến việc phải phòng ngự tốt để cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Vậy mùa trước, đội hình của Manchester United đã ghi được bao nhiêu bàn? Man United kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại bằng 0, xin nhấn mạnh là bằng 0, ghi được 5-7 bàn và cũng để thủng lưới từng đó trong đó chỉ có 3 bàn ghi từ chấm phạt đền, trong tổng số 5 quả được nhận cả mùa, tạch 2 quả và 1 bàn phản lưới nhà. Như trong mô tả trên hình, thì phần lớn trong số 54 bàn thắng không tính phạt đền của Man United mùa trước chỉ đến từ hai cái tên. Hàng công của quỷ đỏ thi đấu khá kém cỏi ở mùa giải trước. Cristiano Ronaldo ghi bàn nhiều nhất, nhưng cũng phải trải qua cơn hạn hán bàn thắng dài nhất trong vòng 10 năm qua. Bruno Fernandes thì chơi theo kiểu liều ăn nhiều nên toàn bị đám đông cầu thủ đối phương chắn trước mặt. Edinson Cavani hiếm khi ra sân, trong khi Jadon Sancho trải qua mùa giải đầu tiên tại Premier League khá khó khăn. Marcus Rashford và Anthony Martial rủ nhau lập kỷ lục tịt ngòi dài nhất trong sự nghiệp trong màu áo đỏ. Màn thể hiện kém cỏi ở hàng công cũng được thấy rõ thông qua chỉ số XG bàn thắng kỳ vọng. Ở mùa 2020-21, Man United là một đội tấn công rình rập, thích khai thác khoảng trống. Nhưng mùa giải trước, Ole Gunnar Solskjaer bế tắc trong việc khai thác hàng phòng ngự đối phương, còn huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick thì mãi hoài niệm quá khứ với chiến thắng 1-0 trước West Ham như một bước ngoặt của mùa giải trước. Than thở rằng ông ấy không thể bảo được cầu thủ từng thể hiện tốt trong trận đấu đó, thi đấu cho đàng hoàng trong những trận cuối mùa. Nhưng vấn đề của Man United không chỉ dừng ở việc người ghi bàn là ai mà đến cách ghi bàn cũng không có. Kết quả là nửa đỏ thành Man thua xa các đội bóng xếp trên. Bầy quỷ đỏ đã khởi sắc hơn trong chuyến du đấu tiền mùa giải, chơi theo phong cách bóng đá tấn công gợi nhớ Ajax mùa 2018-19. Nhưng Eric Ten Hag sẽ cần phải tìm ra cách để đội bóng ghi bàn nhiều hơn nữa, như ông ấy vẫn thường làm khi chọn ra 3-4 cầu thủ tuyến giữa để cung cấp bóng. Man United có khả năng ghi bao nhiêu bàn trong mùa tới? Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phân tích số liệu. Ví dụ như trong suốt mùa giải, cầu thủ có thể gặp phải các chấn thương, Ngoài ra, Eric Ten Hag cũng sẽ sử dụng các hệ thống chiến thuật mới tại United mà những tiền đạo này có thể là chưa từng tập luyện trước đây, nên các con số mùa trước đôi khi chỉ mang tính phỏng đoán. Chưa chắc một cầu thủ A ghi 15 bàn mùa trước thì anh ta sẽ ghi 15 bàn trong mùa giải này. Nhưng chúng ta có thể nhìn vào số bàn thắng, sút trúng đích và bàn thắng kỳ vọng trong một khoảng thời gian để đánh giá cách thức cầu thủ ấy ghi bàn. Từ đó ta có thể sơ bộ định chuẩn về tiềm lực ghi bàn của cầu thủ đó trong tương lai. Trong chuyến du đấu tiền mùa giải, chúng ta được chứng kiến hàng công gồm bộ ba Rashford, Martial, Sancho và Fernandes chơi trong vai trò số 10. Eric Ten Hag đã cân bằng tốt bốn cầu thủ này khi mà điểm mạnh của Martial bù cho điểm yếu của Rashford và ngược lại. Khả năng sáng tạo của Jadon Sancho cũng giảm gánh nặng cho Fernandes. Nếu có theo dõi những cầu thủ này trong các mùa giải qua, chúng ta sẽ nhận thấy rằng Bruno Fernandes chuyên đưa ra các đường truyền mạo hiểm và là nhạc trưởng trong hai mùa giải rưỡi qua tại United. Có 10 bàn thắng từ chấm phạt đền trong tổng số 13 quả mà anh thực hiện. Nhưng giá trị thực sự của Bruno trên hàng tấn công đến từ những cơ hội ghi bàn mà anh ấy cố gắng tạo ra, ít khi truyền ngang, ưa thích đưa ra các đường truyền vượt tuyến và rất tự tin vào khả năng sút của mình. Đôi khi gây bất lợi cho chính Fernandes, sút xa rồi mất bóng thay vì truyền để giữ lợi thế kiểm soát cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ phải điều chỉnh nhịp tấn công và tập trung vào việc kiểm soát hơn như Eric Ten Hag yêu cầu. Số 8 có thừa tố chất để làm thế, nhưng có thể sẽ phải hy sinh khả năng tự do tấn công và tự do sút xa như các mùa giải trước. Sau những mùa giải đã qua, chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng Marcus Rashford không nên là người thực hiện các pha đá phạt trực tiếp và phạt đền cho Man United nữa. Thay vào đó, Rashi nên tập trung cụ thể hóa các pha bóng sống thì hơn. Phong cách tham gia tấn công và chọn vị trí của Rashford khá linh hoạt theo các đồng đội trên sân. Cầu thủ người Anh sẽ là một sát thủ đáng sợ khi chạy tự do phía sau hàng phòng ngự. Nhưng nhược điểm lớn nhất của Rashford lại là thích dê dắt và rất ham bóng. Rashford có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, nhưng hiệu quả nhất là chơi ở cánh trái, cắt vào trong, chiếm lĩnh khoảng trống và chơi như một tiền đạo thứ hai. Tiếp đến là Jadon Sancho, Mùa giải 2019-20 ở Borussia Dortmund chứng kiến Sancho trở thành một trong những cầu thủ trẻ vừa ghi bàn vừa kiến tạo top đầu thế giới. Và đó cũng là lý do Man United cực kỳ bồ kết cầu thủ này và đưa anh về Old Trafford để trở thành một mũi khoan phá hiệu quả bên cánh phải. Vậy nhưng đa phần các trận ở mùa giải 2021-22 thì Sancho lại được xếp đá cánh trái. Eric Ten Hag đã đưa cầu thủ này trở lại bên phải và anh ấy đã thể hiện khả năng đọc trận đấu hết sức thông minh Sancho đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt thời điểm, vị trí để thực hiện những đường chuyển quyết định cũng như biết cách thoát việt vị. Nếu Eric Ten Hag vẫn sử dụng Sancho ở vị trí tiền vệ cánh phải thì không nên kỳ vọng cầu thủ 22 tuổi ghi nhiều bàn thắng mà giá trị của anh ta sẽ nằm ở những đường kiến tạo. Cuối cùng là Anthony Martial. Chuyến du đấu tiền mùa giải tạo một sự hứa hẹn với Martial. Cổ động viên dường như đã có niềm tin hơn vào cầu thủ người Pháp. Nhưng dù sao thì cụ mã vẫn còn khiến người ta phải hoài nghi nhiều hơn là tin tưởng. Đặc điểm nổi bật của tiền đạo này là kỹ năng dứt điểm đa dạng và tạo đột biến, có kỹ năng giữ bóng trong chân nhưng lại khá ngô nghê trong khoản khai thác không gian. Martial dường như sẽ tiếp tục ở lại United vào mùa hè này và mùa giải thứ 8 có thể khác đi với lối chơi tấn công có tổ chức hơn mà Eric Ten Hag đang xây dựng. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành tiền đạo chính cho mùa giải tới thì phải ghi 20 bàn thắng trong 38 trận. Nó sẽ đòi hỏi anh phải thuộc lau bài vở của Eric Ten Hag và chơi ở một đẳng cấp vượt xa chính mình trong từng ấy năm qua ở Man United. Tuy nhiên, ngay cả với những con số do chúng tôi tưởng tượng ra, thì Man United vẫn còn cách xa tiêu chuẩn 69 bàn thắng mà chúng ta đã nói với nhau ở phần đầu chương trình. Vậy thì có Ronaldo có phải là giải pháp không? Câu trả lời là cũng chưa chắc. Ai cũng thấy việc CR7 ghi bàn ổn định như thế nào, nhưng anh cũng chính là vấn đề về xung đột lợi ích trên hàng tiền đạo, thậm chí là với các vị trí xung quanh. Nếu một đội có thể tạo ra số lượng cơ hội dồi dào kiểu như Real Madrid 2017-18, thì tiền đạo này có thể chuyển hóa những cơ hội đó với hiệu suất ổn định mà không quá ảnh hưởng đến cả đội. Nhưng khi châu cày này hoạt động trong một đội mà không có nguồn cấp bóng ổn định hoặc không có khả năng chịu áp lực tấn công như Man United mùa trước, anh ta sẽ phải di chuyển sang khu vực khác để mót bóng và vô tình dẫm chân các đồng đội khác. Nếu để Ronaldo dẫn dắt hàng công, thì đội hình cần phải chủ động cầm bóng nhiều Hàng công phải có khả năng chống chịu được áp lực liên tục. Ngoài ra, cũng cần có khả năng đưa bóng lên nhanh chóng trong các tình huống phản công để Ronaldo thực hiện các pha qua người ngắn, vì giờ đây CR7 đã không còn có thể duy trì liên tục việc chạy nhiều hay cầm bóng dài so với cách đây 10 năm. Tóm lại, Ronaldo là con sư tử đầu đàn, ăn miếng thịt to nhất, phần thịt còn thừa lại sẽ dành cho các cầu thủ khác trên hàng công. Tất tần tật những đòi hỏi trên là hợp lý cho một đội cạnh tranh C1 nhưng Man United thì có đá C1 đâu. Vậy thì Man United phải nên như thế nào? Vào cuối thời Sir Alex Ferguson, Man United khá mỏng cơm ở hàng tiền vệ, nhưng lại dồi dào các phương án tấn công để định đoạt trận đấu. Năm 2012, bốn tiền đạo mỗi người có thể ghi bàn xương xương là đủ để câu lạc bộ được vô địch. Nhưng năm 2022, chọn ra bốn tiền đạo để ghi bàn cho đủ thì quả thực là rất khó. Nói tóm lại, Man United cần cải thiện hàng công và tận dụng một cách triệt để các tình huống cố định cũng như phòng trừ hiểm họa phải nhận bàn thua trời ơi đất hỡi để rồi kết thúc trận đấu với một kết quả làm nức lòng người hâm mộ như thất bại 1-4 trước Watford mùa trước. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của random football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại